Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực Bắc Bộ nói chung là vẫn chịu tác động của gió đông nam ẩm, vì thế trên khu vực sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm tương đối dễ chịu, trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của Sơn La, do có thêm tác động của vùng hội tụ gió nên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ vẫn có những điểm mưa to. Sang đến ngày mai, cả gió ẩm và vùng hội tụ gió đều suy yếu. Bắc Bộ chịu tác động của rìa phía Tây Nam của vùng thấp phía Tây, nên trời phổ biến có nắng ráo cả ngày. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở một số nơi khu vực đồng bằng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các khu vực khác thì nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độ. Đối với miền Trung, dự báo trong tối và đêm nay cũng như thời điểm chiều tối mai, do vẫn chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển vào, nên trên khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Trong cơn dông thì có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Còn trong ngày mai, cả Trung Bộ chỉ có mưa gián đoạn ở một vài nơi. Thời tiết chủ đạo vẫn là trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên dao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Còn vùng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Nhiễu động từ ngoài biển vào cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên trong chiều và tối mai trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 29 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển thổi đều theo hướng đông nam đến nam, cường độ yếu chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4, nên không nơi nào có sóng cao và biển động. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.